Thưa quý vị, tiếp nối chương trình là một cuộc sống quanh ta. Thanh Tâm gửi đến quý vị bài viết có tựa đề Phong tục Tết của người dân Nam kỳ xưa do Facebooker Trần Khắc Tường sưu tầm và đăng trên trang Facebook cá nhân vào ngày 25 tháng 1. Mời quý vị cùng chia sẻ. Phong tục Tết của người dân Nam kỳ xưa. Nguyên đán là ngày Tết cổ truyền thống, thiêng liêng và trọng đại của dân tộc. Vì thế để đón chào một năm mới, người dân khắp nơi đều chuẩn bị chu đáo. Ở mỗi miền đều có tập quán riêng, tuy nhiên xét về tổng quát thì không khác nhau mấy. Trong bài này, chúng tôi chỉ nói về phong tục ăn Tết của người dân Nam Kỳ ngày xưa. Từ đầu tháng Chạp cũng là lúc gặt hái xong, nhà nhà đều nao nước chuẩn bị đón mừng năm mới. Và tiếng quét bánh phồng rộn rã là âm thanh báo hiệu đầu tiên. Tiếp theo đó là chuối sứ ép phơi khô. Trước kia ở nông thôn, bánh mứt từ tỉnh thành về rất hiếm hoi. Vả lại, người dân thời ấy cũng rất rảnh rang sau vụ lúa. Mỗi năm chỉ có một mùa lúa 6 tháng, nên dư thì giờ chuẩn bị đại khách băng cái nhà lá vườn. Một mặt là tiết kiệm, một mặt là để các chị khoe tài gia chánh của mình. Bánh phồng nướng và mứt chuối là hai đặc sản không thể thiếu của mọi nhà thời ấy. Với các anh thì nhà cửa cũng bắt đầu dọn dẹp ngăn nắp, sơn phết từ từ. Nếu có cây mai trước cửa thì phải lặt sạch lá và canh làm sao cho đến mùng 1 thì hoa phải nở rộ. Đến sáng ngày 23 đến 25 âm lịch thì tất cả phải tươm tất, nhất là bàn thờ tổ tiên phải coi rơm rạ đẹp mắt với bộ lưu đồng được chùi sáng loáng, mâm ngũ quả phải đầy ắp, lọ hoa tươi rói và không thể thiếu một nhành mai. Cũng từ 20 đến 25 tháng Chạp, ít khi trễ hơn, mọi người đi tảo mộ ông bà. Những gia đình có đất rộng thì ông bà được nằm ở một nơi nào đó ngay trong mảnh vườn hay thửa ruộng của mình. Còn những người ít đất thì ông bà được nằm ở chõm mã chung, không gọi là nghĩa địa. Cũng nên nói thêm, trước khi quét mộ, mọi người đều phải đem nhang đèn giấy tiền vàng bạc ra hai chút rượu thịt đặt trước mộ mà khứng vái để xin phép. Vì vô duyên vô cớ mà động mộ động mã là điều tối kỵ. Quét mộ xong, người ta phải dàn trên mộ một ít giấy tiền vàng bạc, đây là dấu hiệu để báo với tốp người chạp mã biết là mộ này đã được quét rồi. Thực tế mã chưa quét và quét rồi rất dễ dàng phân biệt, nhưng việc làm này là do thói quen. Chạp mã theo nghĩa được giải thích là bà con là quét mã từ thiện vào tháng Chạp. Trong những ngày này, vì nhiều lý do mà có những nấm mộ không được người nhà chăm sóc, có mã bị bỏ hoang từ năm này qua năm khác, thì những thanh niên trong làng sẵn cuốc sẵn đó họ chạp mã luôn. Dù là nghĩa cử từ thiện nhưng trước khi chạp mã họ cũng không quên thắp vài nén hương cung kính khấn vái người quá cố. Đây là một việc làm rất đáng trân trọng mà vẫn còn cho tới ngày nay. Ngày 23 là ngày đưa ông Táo và Chư Tiễn về trời, cũng là ngày đánh dấu Tết đã cận kề. Lễ vật không thể thiếu để đưa ông Táo là chè, tốt nhất là chè trôi nước, sau này là theo lẹo bánh in. Theo bà con giải thích thì ông Táo thích ăn ngọt. Hơn nữa là lúc để lúc tàu lên Ngọc Hoàng Thượng Đế, ông luôn nhớ mà nói tốt cho chủ nhà. Vì vị ngọt còn thừa lại lưỡi mô nhắc nhở. Có người còn cẩn thận trét chút đường ở miệng ông Táo trong bộ hình nhân cò bay ngựa chạy. Chè trôi nước cũng không ngoài mục đích mong muốn mọi việc ông Táo tâu rủi đều trôi chảy như dòng nước. Sau ngày đưa ông Táo, bàn thờ ông Táo và đưa ông Thiên không được thắp nhang vì không muốn cho quý ngài bận biểu nhớ về hạ giới trong lúc ở thiền đình. Chiều 29 Tết là mọi việc chuẩn bị phải hoàn tất để sáng hôm sau làm lễ rước ông bà. Nhìn bàn thờ tổ tiên, người ta có thể đánh giá được thành bại của gia chủ trong năm qua. Nhưng dù thế nào, trên bàn thờ cũng phải có dĩa trái cây ngũ quả. Hồi trước ngũ quả là cam, quýt, bưởi, xoài, dừa với ý nghĩa tượng trưng sự sung mãn tròn đầy theo hình dáng chúng. Sau này, vì kiêng cử âm gọi nên bà con bỏ cam, cam phận nghèo, quýt là huyết hoáy, bưởi là bưởi bồng nên có đổi khác hơn là mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài, sung. Tượng trưng theo tình phát âm Nam Bộ của nó, câu vừa đủ xoài sung. Có người thay trái sung bằng trái thơm, thơm thò, trái bắp, đều đặn và chắc ăn dưa bắp. Một cặp dưa nhất, tức là dưa hấu loại to nhất được dán giấy hồng đơn nằm trang trọng hai bên bàn thờ. Tượng trưng cho sự no đầy và nhành mai ở bình hoa, tượng trưng cho sự may mắn dường như nhà nào cũng có. Sáng 30 là lễ rước ông bà, đồng thời rước ông Táo về chư thiên về ăn Tết với gia đình. Mọi nơi thờ phụng như ông Táo, long thần thổ địa, thần tài ông Thiên, Phật thì đơn sơ với bánh tét, hoa quả, khói hương nghi ngút. Riêng hai mâm cơm dành cho cửu huyện thất tổ và đất đai thì thịnh soạn hơn, tùy theo khả năng của gia chủ. Nhưng không thể thiếu tô cơm. Bánh tét tượng trưng cho sự no đủ, mùa màng đắc lợi. Dưa hấu tượng trưng cho sự viên mãn, may mắn. Bánh phồng tượng trưng cho sự phát triển dồi dào, phồng ra và chủ yếu vẫn là thịt kho tàu, tượng trưng cho sự vuông tròn, vuông của thịt, tròn của trứng. Mâm cụ huyền được dọn 6 chén, 6 đôi đũa, bàn đất đai thì 5, không hiểu sao. Mọi nhà cũng không quên, dành một mâm đặt ở ngoài sân để dành cho những kẻ siêu mộ, lạc mã, vị quốc, vong thân, hay những tiền nhân sai sơn, phá thạch. Đặc biệt mâm này phải có chén muối, chén gạo, cúng xong thì đem rải bốn phương. Cùng lúc,
Dãy hồng đơn cắt từng miếng vuông nhỏ đều nhau được dán ở cột nhà, cửa tủ, cửa ngõ và cây trái quanh vườn để cho mọi việc sang năm đều thuận lợi. Cuối cùng thì ông bà cha mẹ dặn dò con cháu những điều cần thiết và những kiêng cự vào những ngày đầu xuân như tiền bạc và quần áo phải lấy sẵn ra ngoài, vì mùng 1 mà mở tủ suốt tiền là điều không nên. Suốt năm tiền cứ ra vào không vô, con cháu không được gây gỗ, năm mới sẽ gây hổ hoài. Với ly tách chén đũa, nhất là gương soi mặt, cân nắm cũng phải cẩn thận, không được vụt tay đổ bể, vì chuyện làm ăn sang năm sẽ bị đổ vỡ. Trẻ em không được làm gì phạm lỗi để bị đánh đòn, suốt năm bị đánh đòn liên tục. Dù vậy, nhưng nếu lỡ có em nào quậy phá thì bậc trưởng thượng cũng xí xóa bỏ qua cho những ngày đầu năm mới được suôn sẻ. Cũng trong chiều ngày này, cây nêu được dựng lên trước cửa, đó là một cây tre được tiện hết nhánh, chỉ trừ một ít ở trên. Trên đầu cây tre, người ta thường treo một khánh đất, một giỏ trầu cam, một bầu rượu, một bó lá dứa hay một nhành đa, một lá bùa, bát quái để xua đuổi tà ma. Những vật vừa nêu có thể thiếu một vài món, nhưng mảnh vải vàng tượng trưng cho áo cà sa của Phật thì không thể không có. Nhiều nơi treo mảnh vải đỏ để không đúng lắm. Dựng thượng nêu, theo truyền thuyết là để trừ yêu quái trong mấy ngày Tết, đến mùng 5 hay mùng 7 thì hạ nêu. Có người thượng nêu vào chiều 23, viện lẽ ngày đó ông Táo về chầu trời, nên ma quỷ thường cơ lẻn vào nhà. Điều này là sai với truyền thuyết. Khi yêu quái thua trí Phật, chúng phải quay về Biển Đông, và Phật cho phép chúng chỉ được về thăm tổ tiên vào 3 ngày Tết mà thôi. Trên thực tế, phần đông đồng bào cũng thượng nêu vào chiều 30 Tết. Tục dựng nêu là nét văn hóa đặc sắc của dân tộc. Tiếc thay, ngày nay còn tồn tại rất ít ở các vùng quê. Đến 12 giờ khuya gọi là giao thừa, tức thời điểm từ năm cũ chuyển sang năm mới. Đây là thời điểm trọng đại, mỗi nhà đều có sẵn một mâm bánh trái, hoa quả, nhang đèn dọn trước sân để tống cựu nghinh tân, gọi là cúng giao thừa. Mùng 1 Tết dù có thức dậy sớm để chuẩn bị cơm canh cúng ông bà, nhưng không ai mở cửa trước mặt trời mọc vì sợ ma quỷ lẻn vào nhà. Buổi cúng cơm sáng đầu năm xong thì cả nhà, gia đình quay quần ăn uống vui vẻ. Xong xuôi, trẻ con mặc đồ mới mừng tuổi ông bà cha mẹ, em nào cũng vẻ mặt hân hoan khi được trao bao lì xì. Mùng 2, mùng 3, ngày 3 bữa cũng dâng cơm cho tổ tiên y như ngày mùng 1 vậy. Chiều mùng 2 thì mấy chị gói bánh tét để chuẩn bị ngày mùng 3 tiễn đưa ông bà. Sáng mùng 3, nhà nhà đều cùng gà ra mắt. Hỏi ra mắt ai thì hầu hết bà con đều cười trừ, nói ông bà dạy sau thì mình nghe vậy. Sau này có người giải thích là ra mắt ngài Việt Vương Hành Khiển, nhưng lại không dựa vào một căn cứ nào. Đặc biệt gà cúng mùng 3 là gà giò, nhưng không phải là do ngài Việt Vương Hành Khiển nào đó thích gà giò, mà vì qua mấy ngày Tết mọi người đều không còn tha thiết với một loại thịt nào nữa. Chiều mùng 3 cũng là ngày đưa ông bà, lễ vật gồm cơm canh như những ngày trước, đặc biệt là những đoàn bánh tét to đùng gói ngày hôm qua có thành ngữ là bánh tét mùng 3, để ông bà mang theo được no đủ trong suốt cuộc hành trình vạn dặm nước sông. Thời khai hoang, ông bà đi bằng ghe xuồng. Tết Nguyên Đán là một phong tục thiêng liêng đầy màu sắc văn hóa của dân tộc. Mấy ai đã từng xa quê mà ngày Tết không về nhà được mới thấy thấm thía nỗi buồn nhớ quê hương, nhớ cha mẹ, nhớ họ hàng. Ngày nay, tuy những tục lệ trong những ngày Tết có đơn giản đi nhiều, nhưng nhìn chung, những nét cơ bản thì vẫn còn tồn tại, và chúng tôi chắc rằng nó mãi mãi tồn tại theo thời gian.